thêm một người phụ nữ bị xích trong nhà, nghi bị chồng ngược đãi. Sau video quay cảnh một người vợ tâm thần bị chồng xích trong nhà kho, xuất hiện thêm clip cho thấy một người phụ nữ khác phải chịu cảnh tương tự. Trong một video đã bị xóa kể từ khi được đăng tải trên trang Douyin, một người phụ nữ ở làng Đông Di, huyện Phụng Hiền, tỉnh Giang Tô được trông thấy đang nằm trên nền đất của một ngôi nhà. Cô dường như không thể giao tiếp rõ ràng. Theo tài khoản Suju Brother Yisiu, người quay clip này, người phụ nữ họ Dông và đã chịu cảnh này suốt 20 năm qua. Trước đó, tài khoản Suju Brother Yisiu đăng video cũng tại ngôi làng trên cho thấy một người phụ nữ họ Giang bị cùng chân dường như không thể giao tiếp tốt. Cô này có 8 con và trước đây từng nằm viện tâm thần. Cảnh sát đang điều tra người chồng. Theo dân làng, Dông có 2 con, một trong số đó đã trưởng thành. Một cán bộ địa phương giấu tên nói rằng Dông từng được điều trị tại một bệnh viện tâm thần địa phương. Giới chức đang xác minh liệu Dông có phải nạn nhân của nạn buôn người. Một người thân của gia đình cho biết, chồng cô đã liên lạc với vlogger sau khi video đầu tiên về cô Giang được lan truyền với hy vọng nhận được sự đóng góp. Người này nói rằng chồng của Dông đã mua cô với giá 1.000 nhân dân tệ 157 USD và đã bị chính quyền địa phương phạt số tiền tương đương. Con trai lớn của Dông nói với một người làm từ thiện trong vùng rằng mẹ anh bị ốm và nằm dưới sàn để tránh bị ngã khỏi giường. Dân làng cho biết chồng Dông đã ngược đãi cô. Những năm đầu ở với nhau, người chồng thường đánh cô ấy. Mọi người trong làng đều biết chuyện này, một người nói. Buôn bán người, đặc biệt là phụ nữ ở các vùng nông thôn, vẫn là một vấn đề nghiêm trọng ở Trung Quốc. Theo số liệu của Cục Thống kê Quốc gia, có tới 6.688 phụ nữ và trẻ em được xác nhận là nạn nhân của nạn buôn người trong năm 2017. Theo luật hình sự Trung Quốc, bắt cóc và buôn bán phụ nữ, trẻ em có thể bị tiền và phạt tù 5 đến 10 năm. Trường hợp nghiêm trọng có thể bị áp dụng án tử hình và tịch thu tài sản. Các bạn nhớ đăng ký kênh và bật chuông thông báo để nhận được video mới sớm nhất nhé.